Xin chào các bạn, mình là Phạm Tiệp. Hiện tại mình đang là chuyên gia Digital Marketing. Mình đã có hơn 5 năm kinh nghiệm làm về Digital Online. Thì mình đã có cơ hội được trải nghiệm cho các cái tập đoàn lớn, ví dụ như là Vinagame, VTC, Novaland hoặc là Topica. Với những cái kinh nghiệm như vậy thì mình sẽ mang đến cho các bạn khóa học, đó là giải pháp bán hàng hiệu quả với Google AdWords. Trong khóa học này các bạn sẽ được dạy step by step những cách thực hành cài đặt, những kiến thức và yếu tố cần thiết để cài đặt một chiến dịch quảng cáo hoàn chỉnh, kỹ năng quản lý tài khoản đầy đủ nhất giúp các bạn đưa từ khóa lên top Google, và các bạn sẽ tránh được những cái lãng phí ngân sách, và các bạn sẽ hiểu được cái cách mình sẽ theo đuổi khách hàng như thế nào để đem lại những cái hiệu quả cao nhất với những cái khách hàng đã vào website chúng ta mà chưa mua hàng. Ngoài ra thì các bạn sẽ tiết kiệm được tới 30% chi phí với những cái từ khóa hiệu quả và từ khóa không hiệu quả, tìm ra những từ khóa tiềm năng để chúng ta đấu thầu ngân sách và loại trừ những từ khóa kém hiệu quả để chúng ta giảm trừ chi phí. Và ngoài ra các bạn sẽ được kết hợp với một công cụ khác, đó là Google Analytics, để các bạn tránh những click ảo và đo lường những chuyển đổi từ những cái từ khóa hay hình ảnh đang mang lại cái chuyển đổi cao cho website của chúng ta. Với những lợi ích tuyệt vời như vậy, các bạn hãy nhanh tay đăng ký khóa học giải pháp bán hàng hiệu quả với Google AdWords tại unica.vn. Hẹn gặp lại các bạn trong khóa học.